Rồi chào tất cả các bạn, trong chuỗi sẽ đi giới thiệu về những con đường và những khu chợ chùa chiền nổi tiếng ở Sài Gòn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một ngôi chùa rất là nổi tiếng linh thiêng tại ngay trung tâm thành phố Sài Gòn, đó là chùa Phước Hải nha các bạn. Lúc trước còn gọi là chùa Ngọc Hoàng các bạn, vì trong chùa có một ngôi tượng đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế nha các bạn. Ngôi chùa có địa chỉ đó là 73 đường Mai Thị Lụ, phường Đa Cao, quận Nhất nha các bạn. Ngôi chùa này linh thiêng bởi cái gì? Bởi những cặp vợ chồng hiếm muộn. Nói chung là chùa này là chùa cầu con đó các bạn. Những người hiếm muộn họ muốn có con thì đến đây họ cầu nguyện, họ cầu sinh thì gọi là chùa cầu con nha các bạn. Rồi mình xin giới thiệu với các bạn và dẫn các bạn vào trong chùa. Bên tay phải đó là nơi để giữ xe, giá 5.000 chiếc. Đó. Giữa đền rất là đẹp, có nhiều bóng tán cây, cây bồ đề hay là cây đa này các bạn, có hai cây rất là lớn, có hai cây này rất là lớn các bạn. Chùa này diễn ra lễ hội hàng năm, đó là ngày tháng 9 tháng âm lịch và ngày rằm tháng giêng, ngày rằm tháng 7 các bạn, ngày rằm tháng 10. Đây có cây đa rất là đẹp, bóng mát. Chùa làm theo cấu trúc của người Trung Hoa nha các bạn. Ngay giữa trong chùa có nhiều tác phẩm nghệ thuật, tranh thờ, tượng thờ rất là đẹp. Ồ, có bồ câu nè các bạn. Khuôn viên chùa rộng khoảng 2.300 m² nha các bạn. Phía trước miếu chùa có đặt tượng hộ pháp, tượng hộ pháp nha các bạn. Đây là đứng giữa khuôn viên chùa nha các bạn. Trước khuôn viên chùa có cái bể, cái ao cá rất là lớn. Có những con cá chê chứ rất là to, dài khoảng 1 mét luôn các bạn. Cá này là do những người đi chùa họ đến họ thả, có rùa nữa các bạn, không biết không thấy rùa ở đâu hết, như có rùa nữa. Cá chê trắng nè các bạn. Cái này là do người khấn nguyện đi cầu họ thả nha các bạn, để nó lớn gì luôn. Ở đây thu hút rất nhiều khách du lịch họ biết đến. Và ngôi chùa này rất đặc biệt, đã từng đón một vị tổng thống của nước Hoa Kỳ, đó là ông Barack Obama rồi nha các bạn. Ông đã từng đến đây.
trong khuôn viên chùa Ngọc Hoàng có hai cây đa, hai cây bồ đề gì các bạn. Tảng của nó rất là rộng lớn, nó làm khuôn viên chùa rất là mát. Bên trong khuôn viên chùa gồm 3 chánh điện chính nha các bạn, đó là tiền điện và trung điện, và chánh điện chính là ở giữa đền thờ có Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đó nha các bạn. Thì ngôi chùa này để mình nói ở ngoài trước, ngôi chùa còn thờ Kim Hoa Thánh Mẫu nè các bạn. Kim Hoa Thánh Mẫu được coi là vị thần coi về sự sinh nở nha các bạn, cùng với 12 bà mụ, mỗi bên là 6 bà mụ với tư thế khác nhau, mỗi bà lo cho một việc khác nhau nha các bạn. Nắng tay nắng chân, tập đi tập nói, người những bà mẹ hoặc những cặp vợ chồng hiếm muộn, hoặc là những bà mẹ đang mang thai đó các bạn, thì đến khấn nguyện để cầu được con được mạnh khỏe bình an, thì cũng đến đây cầu nguyện mẹ tròn con vuông. Đây là thông báo của chánh điện nha các bạn, không mang nhang vào chánh điện nè, không mang đồ mặn, heo gà vịt vào cúng nè, không mang rùa cá phóng sinh vào hồ nè, không mang vàng mã vào đốt nơi chùa nè, nơi tôn nghiêm mà ăn mặc lịch sự thiền cúng dường trực tiếp bỏ vào thùng công đức, không để bên ngoài hoặc đưa ai đó. Nó mang gì tích cấp quốc gia luôn nha các bạn. Đây các bạn, đó rùa nè các bạn, những người đi cúng họ mang đến cúng xong họ thả. Bắt đầu vào trong nha các bạn, vào trong thì mình quay thôi, không có được nói, hạn chế nói nhiều nha các bạn. Đây chánh, giữa chánh điện có Ngọc Hoàng các bạn, nhiều chai. Kiến trúc của người Hoa các bạn. Bên này là điện thần hoàng nha các bạn, thần tài. Đây là thần tài. Quay nhanh thôi, không bao giờ được quay thẳng vô mặt Phật này nọ, hoặc đi mộ này nọ, chúng ta hạn chế, không nên quay
thẳng vào mặt những người đã khuất nha các bạn. Thì đến chùa này nếu các bạn đi để xin cầu con thì cách thức xin và cái cách thức xin là như sau, thì bạn sẽ được đeo một sợi dây chỉ màu đỏ và bạn khấn cầu nguyện. Nếu bạn khấn cầu nguyện con trai thì bạn sẽ đeo sợi chỉ đó bên các bức tượng bên tay phải, còn bạn khấn nguyện sinh con gái thì bạn sẽ đeo sợi dây chỉ đó bên những bức tượng bên tay trái. Sau đó bạn lấy tay so vào bụng Kim Hoa Thánh Mẫu 3 lần, rồi so lên bụng mình 3 lần. Đó. Kế tiếp là bạn so vào bụng của bức tượng đứa trẻ dưới chân các bà mụ đó 3 lần, rồi so lên bụng mình 3 lần. Đó. Vậy là xong. Đó. Bên phải đi lên điện Quan Âm nha các bạn. Lìa nhanh thôi các bạn, không có được để lâu, này đi lên trên lầu 1. Này có chánh quang Quang Thế Âm.